Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng của chuyên mục An ninh Đà Nẵng. Chuyên mục tuần này sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Mỗi ngày thêm một giờ vì bình yên cuộc sống. Phong trào do công an quận Hải Châu phát động nhằm phục vụ nhân dân tốt hơn. Lừa đảo trúng thưởng, mua hàng giá rẻ không phải là chiêu thức mới, nhưng vẫn có rất nhiều người sập bẫy. Xe máy cũ nát đồ chế nhưng vẫn lưu thông. Làm thế nào để hạn chế? Một ống kính phóng viên sẽ phản ánh vấn đề này. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 18 tháng 4, Công an thành phố Đà Nẵng triển khai đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp với tội phạm ma túy. Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 15 tháng 7, Công an thành phố sẽ tập trung lực lượng, trang bị phương tiện kỹ thuật, phát hiện, bóc gỡ các đường dây tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy, tăng cường trao đổi thông tin nghiệp vụ với các ngành địa phương nhằm ngăn chặn kịp thời việc vận chuyển thẩm lậu ma túy vào địa bàn thành phố. Dịp này, Công an thành phố cũng quán triệt công an các đơn vị địa phương tăng cường phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra xử lý các cơ sở lợi dụng kinh doanh dịch vụ vũ trường, quán bar, khách sạn, karaoke để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, chất gây nghiện và các hoạt động vi phạm pháp luật khác làm mất an ninh trật tự tại địa bàn. Ngày 16 tháng 4, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Công an thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác thanh niên năm 2019. Tháng qua, các cấp bộ đoàn chủ động tích cực tổ chức các hoạt động hiệu quả, qua đó thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng, tạo chuyển biến rõ về nhận thức và hành động của đoàn viên. Tại hội nghị, các cơ sở đoàn đã ký cam kết thực hiện phong trào thanh niên công an nhân dân học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy. Ngày 15 tháng 4, khóa 13 trường Công an Quảng Nam Đà Nẵng đã kỷ niệm 35 năm ngày hội khóa với sự tham gia của gần 100 học viên. 35 năm trôi qua, phần lớn các học viên đã trưởng thành, giữ những vị trí quan trọng trong lực lượng công an thành phố, góp sức mình vào công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Mặc dù thời gian trôi qua, nhưng những kỷ niệm về tình thầy trò, tình đồng đội vẫn luôn tạo động lực để từng học viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các bạn, phong trào mỗi ngày thêm một giờ vì bình yên cuộc sống của nhân dân do Công an quận Hải Châu triển khai nhằm phục vụ nhân dân tốt hơn. Sau hơn một tháng đi vào hoạt động, phong trào này đã ghi nhận được những kết quả đáng khích lệ. 6 giờ sáng, tại điểm tiếp công dân của Công an quận Hải Châu. Không khí làm việc đã rất tất bật. Các cán bộ chiến sĩ sẵn sàng làm nhiệm vụ. Nhiều người dân khi biết Công an quận tăng ca đã có mặt từ sớm để giải quyết các thủ tục hành chính. Hôm nay tôi đến Công an quận Hải Châu rất sớm và cán bộ Công an quận Hải Châu đã có mặt và giải quyết hướng dẫn làm việc rất tốt. Bên cạnh đó thì lực lượng cảnh sát quản lý hành chính của Công an quận Hải Châu thì đã triển khai thực hiện cái việc tiếp và giải quyết đăng ký cấp chứng minh nhân dân tại nhà đối với các trường hợp đi lại khó khăn, cũng như là chúng tôi là tổ chức giải quyết cấp chứng minh nhân dân lưu động. Bên cạnh lực lượng trực tiếp tiếp xúc với nhân dân, các đơn vị chiến đấu cùng công an 13 phường trên toàn quận cũng đã tăng cường thực hiện nhiệm vụ với chung một tiêu chí là tăng giờ làm việc, tăng hiệu quả công tác. Nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự được làm rõ, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị có những chuyển biến tích cực. Đoàn viên thanh niên của công an quận đều triển khai ra để điều tiết cái giao thông ở các tuyến đường. Do vậy mà trật tự giao thông nó cũng khá đã đảm bảo. Rồi các lực lượng hình sự ma túy thì mà tăng cường cái đấu tranh phòng chống tội phạm. Do vậy mà trong thời gian qua cũng đã điều tra khám phá được một số vụ, đặc biệt là các vụ án ma túy đã thu giữ số lượng lớn ma túy. Bằng những việc làm hành động cụ thể, các cán bộ chiến sĩ công an quận Hải Châu đã và đang từng ngày, từng giờ cống hiến, góp phần khắc họa sâu đậm hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Tiếp theo là những thông tin an ninh trật tự đáng chú ý trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong tuần qua. Rạng sáng ngày 14 tháng 4, lực lượng 911 phát hiện Lương Văn Dậu, 26 tuổi, quê tỉnh Nghệ An, điều khiển chiếc xe máy có biểu hiện nghi vấn, liền dừng xe kiểm tra.
Qua kiểm tra phát hiện biển kiểm soát đang gắn trên chiếc xe này là biển số giả. Tổ công tác xác minh nhanh trên hệ thống thì biển kiểm soát này thuộc về một chiếc xe khác. Dậu khai chiếc xe này do đối tượng trộm cắp vào ngày 13 tháng 2 trên địa bàn huyện Hòa Vang. Sau khi lập biên bản sự việc, tổ công tác đã bàn giao đối tượng cùng vật chứng cho công an phường Tân Chính, quận Thanh Khê tiếp nhận để tiếp tục điều tra làm rõ. Khuya ngày 14 tháng 4, lực lượng 911 công an thành phố Đà Nẵng đã tiến hành dừng và kiểm tra xe mô tô do đối tượng Vũ Tiến Sang, 26 tuổi điều khiển. Phát hiện trong người có tàng trữ một gói ma túy gồm 5 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, Sang khai mua để sử dụng. Cũng trong đêm, tổ công tác tiếp tục dừng và kiểm tra xe mô tô do đối tượng Phạm Văn Nhật, 23 tuổi điều khiển. Phát hiện trong người có một bọc giấy chứa 2 viên ma túy dạng thuốc lắc. Khuya ngày 13 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an quận Thanh Khê bất ngờ ập vào quán cà phê sữa trên đường Hồ Quý Ly, quận Thanh Khê, phát hiện rất nhiều con bạc đang xem bóng đá uống cà phê và vừa tham gia cá độ bóng đá. Hai đối tượng trực tiếp ghi độ tại quán gồm Trần Vũ Hoài Phương, 25 tuổi và Lê Quang Dũng, 51 tuổi cùng trú thành phố Đà Nẵng từ tháng 2 năm 2019. Trong ngày bị bắt, Phương ghi độ cho 30 con bạc với số tiền hơn 200 triệu đồng, còn Dũng ghi độ 81 triệu đồng. Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều laptop, điện thoại, tiền mặt của các con bạc cùng 154 trang tài liệu ghi cá độ bóng đá với số tiền ăn thua lên tới 3,1 tỷ đồng. Chiều ngày 16 tháng 4, tại khu vực Nghĩa Trang Thanh Vinh thuộc địa bàn phường Hòa Khánh Bắc, hơn chục đối tượng đang tụ tập cùng nhau đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa thì bị công an quận Liên Chiểu ập vào bắt quả tang, thu giữ tại chiếu bạc một bộ chén đĩa, 4 con vị, hơn 10 triệu đồng cùng nhiều tăng vật khác liên quan đến việc đánh bạc. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận chiếu bạc này hình thành từ cách đây 2 tháng, thường xuyên thay đổi địa điểm để tránh sự theo dõi của lực lượng công an và bất cứ ai cũng có thể đến chơi. Ngày 16 tháng 4, Công an quận Hải Châu tiến hành làm việc với nhóm 11 thanh niên có tuổi đời từ 17 đến 19 tuổi để làm rõ về vụ hỗn chiến bằng đao và mã tấu xảy ra ở quán Internet trên đường Hải Hồ, phường Thanh Bình, quận Hải Châu. Trước đó, tối ngày 12 tháng 4, em Lê Tấn Tuấn, 17 tuổi, có xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Lê Văn Anh Bảo và Lê Công Đạt. Hôm sau, nhóm của Bảo rủ thêm nhiều thanh niên khác chuẩn bị hung khí gồm nhiều loại đao và mã tấu tìm đến quán Internet trên, đuổi đánh và chém vào người em Tuấn, khiến người này bị thương tích nặng. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an quận Hải Châu đã tiến hành điều tra và bắt giữ cả nhóm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hòa Vang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Thịnh, Trần Cao Xuân, Phan Văn Khiết, Nguyễn Hải, Trần Hữu Nghĩa cùng trú xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang về hành vi cố ý gây thương tích. Chiều ngày 17 tháng 2, Thịnh và Xuân cùng đến dự tiệc chia tay lên đường đi nghĩa vụ quân sự tại nhà một người bạn và có xảy ra mâu thuẫn với một nhóm khác dẫn đến đánh nhau. Hậu quả, anh Chu Văn Hồng, 26 tuổi, bị nhóm của Thịnh dùng rựa chém vào người, thương tích 35%. Thưa quý vị và các bạn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới chiêu thức là thông báo trúng thưởng hoặc mời chào mua hàng giá rẻ là những chiêu thức lừa đảo không mới. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, một số hộ dân ở quận Liên Chiểu đã sập bẫy các đối tượng lừa đảo. Câu chuyện mà chúng tôi phản ánh trong chuyên mục ngày hôm nay sẽ thêm một lời cảnh giác gửi đến quý vị và các bạn. Chỉ ở nhà nội trợ, người phụ nữ này vui mừng khi được một nhân viên nhà mạng thông báo đã trúng giải nhì là một xe máy Abarth và một sổ tiết kiệm 200 triệu đồng. Thủ tục đổi giải là chuyển tiền làm hồ sơ bằng cách nạp thẻ cào điện thoại cho nhà mạng. Đến khi nộp tới 70 triệu đồng, chị mới biết mình đã bị lừa. Nói ra mà thu hút vô, cái đầu đưa cho cái số cái chú vậy nhất nó ở ngoài Nghệ An á. Đưa cái số điện thoại nó để chị điện qua cái chú nó hỏi xác nhận rồi làm thủ tục làm nhận giải như thế nào là chú nó bài. Có nhu cầu mua một chiếc MacBook, một bị hại trú phường Hòa Khánh Bắc của Liên Chiểu đã rất cẩn thận xác minh nhiều lần mới quyết định mua từ một người nước ngoài bán lại với giá rẻ hơn 1/3 thị trường. Khi đối tượng yêu cầu chuyển tiền, người thanh niên này đã đồng ý ngay. Tôi cũng một phần là tiện cái máy, một phần là mình tham cái của rẻ. Thì tôi quyết định là đi ra ngân hàng tôi gửi chuyển khoản tới số điện thoại mà đối tượng, chuyển khoản tới số cái tài khoản mà đối tượng cung cấp. Thì ngày hôm đấy không có gửi và đến buổi chiều tôi nhận lại thì ông tầm khoảng 2 giờ chiều là ông đã chặn cái mục chặn liên lạc của tôi. Chỉ tính riêng những tháng đầu năm 2019, Công an quận Liên Chiểu đã tiếp nhận hàng chục vụ lừa đảo liên quan đến mạng xã hội với tổng thiệt hại lên đến hơn 1 tỷ 300 triệu đồng.
Chỉ với những thủ đoạn thông thường như gọi điện thoại, kết bạn trên mạng xã hội hay giả danh các cơ quan nhà nước, nói bị hại có liên quan đến pháp luật, đã khiến nhiều người cả tin, thậm chí lo sợ và đồng ý chuyển tiền vào tài khoản cho bọn chúng. Trong một mối quan hệ bình thường trên mạng, thông qua cái mạng xã hội như vậy đó, rồi hứa cho tài sản, cho gửi một cái quà nào đó, rồi nộp vào cái tài khoản để được nhận cái quà đấy, thì làm cho như vậy thì cái lòng tin của nó rất là, của một con người nó nổi lên rất là dễ cả tin như thế và thiếu hiểu biết như thế. Cho nên là chúng tôi đề nghị người dân phải đề phòng. Mặc dù là những thủ đoạn đã quá cũ, thế nhưng người dân vẫn mắc bẫy như thường. Giải pháp an toàn hơn cả là mỗi người dân cần tỉnh táo, không nên tin vào những gì không tận mắt thấy, tai nghe, để tránh vướng vào bẫy lừa của những tội phạm nơi không gian ảo. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, mặc dù các lực lượng chức năng của thành phố Đà Nẵng đã tăng cường ra quân xử lý, thế nhưng tình trạng xe máy cũ nát độ chế vẫn lưu thông trên đường phố, gây nguy hiểm cho người dân. Tình trạng này tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông và cần được xử lý chấn chỉnh. Không biển số, không xi nhan, không đèn phanh, thậm chí còn kéo theo cả xe ba gác và vô tư vượt đèn đỏ. Hình ảnh những chiếc xe không đảm bảo an toàn lưu thông trên đường như thế này không phải là hiếm gặp tại thành phố Đà Nẵng. Đi này nào gặp công an trốn chui trốn lủi, nhưng mà cũng rất là cảm thấy rất là áy náy, nhưng mà vì cuộc sống khó khăn rồi cũng phải đành chấp nhận thôi. Đối tượng mà vẫn còn sử dụng những cái phương tiện đó thì khi gặp lực lượng chức năng thì có cái sự tránh né và bỏ chạy, gây khó khăn cho vấn đề xử lý. Không chỉ phương tiện không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, người điều khiển các loại xe này lại thiếu ý thức chấp hành các quy định về an toàn giao thông, chạy với tốc độ cao, chở hàng cồng kềnh, gây ám ảnh với nhiều người tham gia giao thông. Trước tình trạng này, lực lượng chức năng tại Đà Nẵng đã tăng cường các biện pháp xử lý. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn cứ tiếp diễn. Nên là tính cái niên hạn xe máy. Từ khi sản xuất, bán ra thị trường cho người sử dụng cho đến khi mà tuổi thọ của nó thì khoảng trong vòng 10 năm đến 15 năm. Để giảm nguy cơ tai nạn giao thông từ các loại xe máy cũ nát, độ chế, bên cạnh việc tuyên truyền nâng cao ý thức người dân, các lực lượng chức năng của thành phố cũng cần tăng cường hơn nữa trong việc xử lý các trường hợp cố tình vi phạm, cũng như có chế tài loại bỏ, chấm dứt lưu hành đối với các loại phương tiện này. Chuyên mục An ninh Đà Nẵng tuần này đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị, các bạn và các đồng chí đã quan tâm theo dõi chương trình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.